3. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên một loại nấm? Kim chỉ, kim tiêu. Phương án C. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có một... Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Mướp đắng còn có tên gọi khác là gì? Khổ thân. B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Cặp từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ kén 3 chấm chọn 3 chấm trước sau? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Giải thưởng cao quý nhất được trao tại Liên hoan phim Cannes là gì? Cánh diều vàng, cúp vàng. Phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Loài chim nào sau đây không biết bay? Đại bàng, chim cánh cụt. B. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 2. Thành ngữ nào sau đây dùng để chỉ những món ăn ngon, sang trọng, quý hiếm? Mã đáo thành công. D. Hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Trong văn hóa Nhật Bản, mỗi người sẽ được một điều ước may mắn nếu gấp giấy đầy đủ 1.000 con gì? Rùa. C. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Jet lag, hội chứng ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tâm lý hành khách đi máy bay là do nguyên nhân nào? Nhiễu động không khí, chậm trễ giờ bay, chênh lệch múi giờ. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Hỏi, xin mời. D. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 8. Gọi điện. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này. À.
Và đây là một đáp án. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đáp án đúng của câu này D, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 10. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là C. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Đáp án của bạn là B. Và đây là một đáp án B, hoàn toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. À. Và đáp án đúng của câu này. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 12. À. Riêng với câu này thì câu trả lời, xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 13. Lựa chọn phương án C. Riêng với câu này thì câu trả lời, phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 14. Lựa chọn phương án C. Và đáp án đúng của câu này C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 15. Đáp án của bạn là B. Và đáp án đúng của câu này, phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú.